Fado mới làm mà full nồi nha, bao nhẹ nhẹ những xe ha. Đó, này là Fado 125 làm mà full hình nồi Thái. Rồi, chào anh em Fado 125 nha, giới thiệu cho anh em cấu hình là làm cái nồi Thái để cho anh em chạy ha. Xe này thì bao cho chủ xe là không bị xào nồi và bị lì ha. Thì cấu hình cái nồi cũ chủ xe thì cho anh em coi sơ qua nha. Thì cái chuông bị sọc hết rất nhiều nè, chuông bị sọc hết rồi nha. Mố thì mòn chai rồi. Đây, cái phần kẹp dược chủ xe thì mòn hả miệng với bi mòn ngấn nha. Cái lọc gió thì nó quá dơ luôn. Đó. Phần dây cura thì nó bị mòn chai rồi, không còn cái đồ bám nữa. Rồi, mình sẽ ly lại cho chủ xe của mình cái nồi Thái nha. Sẽ gồm có là dây bando Nhật ha. Này mình hai món là Nhật, là món dây cura, lại là bi nha, bi bando Nhật với dây cura Nhật ha. Rồi, còn cái nồi trước sẽ đi phun hình nồi Vinh Thái nha, hai nhôm nồi mới chăm chăm với sơn nguyên chủ xe ha. Đó, rồi. Cái nồi sau thì anh em thấy là cái phần nó đã bị mòn hết rồi, mình sẽ ly lại cái nồi chủ xe là nồi carbon Thái nha. Đó, chuông nồi là không bị sọc huyết ha. Và đi bố carbon, bố bản dài cho chủ xe ha. 1, 2, 3, full carbon nha. Đó, kẹp trượt thì mình sẽ đi zin lại của Vado 125 ha. Đó, có mình đi zin nha, zin Thái chủ xe. Đó, lọc gió đi, lọc gió mới chủ xe. Đó, gặp trong nồi cũ chủ xe thì anh em thấy chạy lâu ngày nó bị là mòn xuống nè. Cái chân mòn ha, mòn nó bị là rơi cái phần trượt rồi. Cho nên mình sẽ thay lại cái phần nhôm nồi mới là trượt mới chủ xe luôn. Đó, rồi, cảm ơn anh em đã ủng hộ bên độ xe Việt Nam nha. Chút nữa sẽ lắp ráp vô, anh em theo dõi luôn ha. Rồi, chào anh em. Rồi, chào anh em Vado 125 nha. Giới thiệu cho anh em cấu hình là full có nồi Thái nha. Xe này thì đang hành lắp nồi vô. Thì đầu tiên thì mình sẽ cho anh em tham khảo nè. Thì cái phần bi là mình lắp đúng chiều nha. Bi nó có hai chiều, cái chiều đích nằm dưới, còn cái chiều ngọn nằm trên ha. Đánh là khỏi mòn bi của anh em. Chén bi mới chăm chăm Vinh Thái ha. Kẹp trượt đi Vinh Thái ba trượt mới luôn. Này quay gần cảnh cho anh em coi để anh em lắp tại nhà ha. Đó. Full mới chăm chăm. Cái này mình rút gọn cho anh em ha. Lọc gió là mình sẽ vô cùng lúc với lại nồi luôn. Thay lọc gió mới chủ xe. Đó. Rồi, mình tiến hành là cho cái mở bò chịu nhiệt của phần chân nồi nha. Đó. Rồi, tiến hành là cho ắc nồi vô. Rồi, tiến hành là cho phần nồi trước của phần cốt nồi ha. Rồi, tiến hành là xé bịch dây cura bando luôn. Còn bên kia thì đang tiến hành là vô lọc gió nha anh em. Rồi, dây thì có hai chiều, anh em để cái chiều chữ nằm ngoài nha. Rồi, anh em để lộn nó sẽ bị nhai dây của anh em ha. Đó, để đúng chiều dây nha nè. Rồi mình tiến hành cho cái mặt nồi vô tới cái lồng đền lớn và tới tán nồi nha. Cái lồng đền nồi trước sẽ là lồng đền dày đó, lồng đền lớn đó. Rồi tới tán nồi trước, còn cái lồng đền nồi sau sẽ lồng đền mỏng nha anh em. Rồi cái nồi sau mình đã cho phần bố carbon Thái vô rồi nha. Đó, full bố carbon Thái luôn, ba bố carbon mới nha. Rồi cho vô phần nồi sau, mình sẽ lắp cái nồi bi trước tại vì nó khỏi bị là cấn dây cura của anh em. Rồi tiến hành là cho chuông nồi vô ha. Chuông nồi tới lồng đền mỏng tới tán nồi sau. Lọc gió mình lắp ráp gần xong rồi nha anh em ha. Rồi mình tiến hành bắn cái nồi trước nồi sau. Rồi cho anh em nghe nhẹ phần nồi mình chưa lắp ráp nồi luôn. Bao êm ru nha. Đó. Khi mình ập lốc nồi lại là càng êm hơn nữa nha anh em. Rồi, cho anh em nghe cái tiếng máy luôn. Rồi, êm ru nha anh em ha. Hết xào, hết rung ha. Đó. Khi mà ập lốc nồi lại nữa là nó càng êm nữa nha. Rồi, tiến hành ập lốc nồi rồi mình sẽ test cho anh em luôn. Đó. Thì quá trình mình làm là mình vệ sinh sạch sẽ lại cho chủ xe hết cả phần nồi luôn. Cho nó đẹp nha anh em ha. Đó, sạch sẽ, êm, đẹp, chạy nhẹ. Rồi, test nhẹ chiếc Vado mới làm mà full nồi nha ha. Bao nhẹ nhẹ những xe ha. Đó, này là Vado 125 làm mà full hình nồi Thái, chạy bền nhẹ xe. Đó, êm ru nha ha, không có bị là gào nồi lì nồi nha. Mình test rồi mình về nha ha. Rồi, mình đã test gì ha, full hình nồi Vado nha, bao nhẹ nhẹ ha. Đó, lên ga là có ga cho anh em liền. Đó, không bị rung đầu, không xào nồi nha. Anh em mà muốn làm nồi Vado thì ghé bên độ xe Việt Nam ha. Tiến hành làm cho anh em ha. Quá nhẹ nhàng luôn. Đó. Lên là giòn bóc liền ha. Mà nồi rất là êm ru nha. Nồi mình làm nồi Vinh Thái nha. Bền nhẹ. Quá nhẹ nhàng nữa ha. Đó. Lên ga có ga liền. Quá đã. Rồi, cảm ơn anh em Vado nha.